Xin chào các anh chị, em đã quay trở lại và nguy hiểm hơn bội phần. Và hôm nay em lại tiếp tục với series chia sẻ về những trick dành cho iPhone sau khi đã ra break. Trên tay em là chiếc iPhone 5S Lock đã được ra break tại cửa hàng Mobile City. Nếu anh chị quan tâm đến hàng Lock, mà nói thẳng luôn là các anh đang tìm cách cua gái thì iPhone 5S Lock rẻ đừng hỏi luôn. Và tôi quảng cáo thế đủ rồi, hôm nay em sẽ chia sẻ với các anh chị những trick của chúng ta rất là tuyệt vời, đặc biệt tập trung ở màn hình khóa. Anh chị có thể thấy là em có thể double tap để đánh thức máy dậy rất là dễ dàng. Như vậy chúng ta sẽ không bao giờ cần phải sử dụng tới cái phím khóa bên trên một cách bất tiện nữa. Trick này có tên là Smart Tap. Và với cái công cụ này thì không chỉ iPhone 5S mà tất cả các loại iPhone trên trời dưới đất thổ địa đều có thể sử dụng được. Tất nhiên trừ những loại iPhone 2 SIM cũng như hỗ trợ thẻ nhớ RAM. Cái trick thứ hai đó là anh chị sẽ thấy ở ngoài màn hình khóa của em có biểu tượng thời tiết xem được ngay lập tức, cũng như là có hình ánh nắng ở đây rất là nắng cực. Thì cái trick này cho phép chúng ta có thể hiển thị được thời tiết ngay từ màn hình khóa, rất tiện lợi. Cái trick này thì không hề nặng một chút nào, khiến cho chúng ta xem được thời tiết thì cũng rất là tiện lợi, đúng không? Nó tên là Forecast và mọi người chỉ cần cài vào, sau đó có thể lựa chọn như là hiển thị thời tiết đồng hồ ở đâu, như là bên trên này, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn ở góc trái dưới cho nó hiện đại hơn, như thế này chẳng hạn. Thì nó sẽ đẩy xuống tách riêng cái đồng hồ của chúng ta ra. Và cái này cũng đi kèm với hiệu ứng thời tiết. Ví dụ như nó chuyển từ mưa sang nắng thì nó sẽ tự thay đổi theo. Và nhờ vào cái wifi nó sẽ định vị được là hiện nay chúng ta đang ở đâu, và tự xác định được luôn là thời tiết khu vực đó. Nghĩa là anh chị có đi du lịch thì chỉ cần bắt wifi hoặc truy cập mạng internet bất kỳ chỗ nào trên cái địa cầu này, hoặc sang hành tinh xây ra Namek, địa sắt ngọc rồng, thì cũng có thể biết được ngay thời tiết ở khu vực đó như thế nào. Cái trick thứ ba hiện nay em đang sử dụng khá tiện, đó là anh chị sẽ thấy rằng nếu như màn hình khóa chúng ta vút qua trái để truy cập với mở khóa, thì bây giờ qua phải chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Thì với trick này, mọi người có thể mở qua và truy cập nhanh 6 ứng dụng mà anh chị yêu thích. Ví dụ như em sẽ truy cập nhanh vào tin nhắn chẳng hạn. Tất nhiên hiện nay em đã để màn hình khóa, thế nên kể cả truy cập nhanh vào tin nhắn thì vẫn phải nhập mật khẩu vào, đảm bảo được cái khả năng an toàn tốt nhất. Trick này thì nó khá là hay và tiện lợi. Anh chị có thể cài hoàn toàn miễn phí, nó tên là Apps Box. Với Apps Box này có thể lựa chọn từng cái ứng dụng nào mình muốn. Ví dụ như là hiện nay em chọn đó là tỷ lệ 2 cột và chúng ta sẽ có 3 dòng. Đương nhiên là chúng ta có thể thêm được nhiều ứng dụng khác tiện lợi hơn, hoặc là ẩn đi các biểu tượng và rất nhiều tùy biến dành cho cái trick mà chúng ta đang sử dụng. Anh chị sẽ tự ngâm cứu thêm. Và ở màn hình khóa, nếu chúng ta để ý, khi vuốt qua trái, cái giao diện khóa của em đã rất khác. Thay vì những dãy phím số nhàm chán, bây giờ em sẽ chơi quay tay cho nó hấp dẫn. Ví dụ em sẽ quay số 1. 1 có một số 1. Số 8 có một số 8. Có một số 0. Và đáp án cuối cùng là 1808, chúng ta đã mở khóa thành công. Vâng, đấy, như vậy là chúng ta có thể mở khóa khá là tiện lợi. Tuy nhiên không chỉ dừng ở đấy, nếu anh chị ngại quay tay giống em thì có thể chỉ cần gõ 1808, đúng không? Cái vừa rồi chỉ qua là làm SIDA cho nó hay thôi. Nó chỉ để làm màu và thay đổi cho màn hình khóa cho nó đỡ nhàm chán. Như vậy chúng ta đã có được vài trick rất là hay và nhẹ nhàng, khiến cho cái màn hình khóa trở nên đáng yêu hơn. Tuy nhiên thì còn một cái cuối cùng em muốn chia sẻ luôn, mà em thấy rất hữu ích mà iOS nên có, đó là chế độ Guest Mode. Người dùng có một đặc trưng là cho bạn bè mượn máy rất khó chịu với tụi trẻ trâu, là nó truy cập vào tin nhắn xem ảnh ọt các kiểu, mà em có rất nhiều cái muốn che giấu về thân phận cũng như là giới tính thật của mình. Thì bây giờ chúng ta có thể bảo mật bằng cách em sẽ cho nó một mật khẩu riêng. Ví dụ ở đây thay vì nhập 1808 sẽ nhập 4 số 1. Màn hình khóa vẫn mở ra bình thường. Tuy nhiên lúc này setting không vào được, tin nhắn không vào được và rất nhiều ứng dụng khác sẽ không thể truy cập được trên cái chiếc smartphone này. Nguyên nhân em đã cung cấp cho nó một mật khẩu fake. Mật khẩu này sẽ đưa chúng ta vào chế độ Guest Mode và gần như là biến iPhone thành một cái cục gạch, khiến cho nó không mở ứng dụng nào vào được. Và nó bảo ôi giời máy tao bị hỏng rồi, chết cha, chắc phải lên iPhone 69 mất thôi. Nhưng thực chất không, khi mà em truy cập kể cả bằng vân tay xịn của em thôi, là các ứng dụng khác sẽ trở về hoạt động một cách hoàn toàn bình thường. Với ứng dụng Guest Mode này thì bạn bè trở nên vô cùng cảm thấy thất vọng với chiếc iPhone hỗ trợ 2 SIM của chúng ta. Vì vậy nên mọi người sẽ tưởng đây là iPhone fake. Anh chị có thể tìm kiếm tất cả các tên trick đã ghi ở bên dưới mục About video và hướng dẫn cách add nguồn để chúng ta thể download về. Và anh chị cảm thấy hấp dẫn với những video này không? Mời comment chia sẻ bên dưới để hôm sau em sẽ xin anh Vinh được quay trở lại. Cảm ơn cửa hàng Mobile City đã hỗ trợ cho em sản phẩm thực hiện video này. Đừng quên truy cập website mobilecity.vn để xem giá bán chi tiết của các chiếc iPhone. Đặc biệt hàng Lock bây giờ 5S rẻ như bèo và có thể fix lỗi tương tự như các phiên bản quốc tế hoàn toàn bình thường. Hẹn gặp lại anh chị trong các video sắp tới.